Thưa quý vị, sáng nay Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo tại đại hội. Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, giữ vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đã hoàn thành 11 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có năng suất lao động cao nhất bằng 2,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước. Dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 là 7,7% trên một năm. Đây cũng là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi là địa phương có tỷ lệ chi ngân sách trên thu nhập ngân sách thấp nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất, chiếm tỷ trọng 15% công nghiệp và 33% dịch vụ của cả nước. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu về mặt kinh tế, song Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng nhìn nhận những yếu kém lớn nhất của Đảng bộ thành phố là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn. Bên cạnh đó, công cuộc chống tham nhũng, suy thoái chưa căn bản, chưa đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân và đòi hỏi phát triển của thành phố.